Chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với các bạn nghe một bản hòa nhạc tiếng Ra Kiều dùng miền Tây Nam Bộ, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Là vị trí cụ thể, tiếng hòa nhạc nghe rất là êm tai bên cạnh những dòng sông quê hương êm đềm. Những con kênh, con mương vang lặng ở những vườn xoài, vườn cây là những nơi cư ngụ rất lý tưởng của những chú ve vào mùa lộc rác. Mùa hè năm nay là mùa hè năm Tân Sửu 2021. Vườn cây xanh tốt mắt người vào mùa hè là nơi chúng ta nghỉ ngơi rất là thoải mái. Nơi đây thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
Quyền Chợ Mới tỉnh An Giang hiện giờ cũng nổi tiếng về vườn trái cây và kho gạo lớn của tỉnh, cũng như của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích rộng, đất đai màu mỡ phì nhiêu, sông ngạch kênh rồi chằng chịt, nguồn thủy sản dồi dào, đặc biệt là cá tra, cá ba sa, nơi xuất khẩu nhiều nơi và nổi tiếng trên thế giới. Cây lúa lúc đầu là du lịch, thời gian sau này vùng đất này cũng tập trung trồng những loại cây trái, đặc biệt là cây xoài ba màu, phát triển rất mạnh, nhiều nhất ở ba xã Cù Lao Viên, Bình Phước Xuân, Tân Mỹ, Mỹ Hiệp và các vùng lân cận như Mỹ An, thị trấn Mỹ Luông, Hội An, Kiến An, Kiến Thành, nhân dân. Một số xã cũng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển qua làm vườn khá là nhiều, như vườn sầu riêng, vườn mít Thái. Chào các bạn, mời các bạn góp ý cho mình nhé. Để chỉ vào mùa hè nhé các bạn. Về nhà mùa hè, chưa biết nhiều.